Cô tránh ra cho tôi đi. Ô, tôi không tránh đấy. Bà hạc đồ nhặt ngay, tự đi mà tránh. Ui, nhìn em mặc rồi. À, nhặt thùng rác đúng không? Lại không tấn thủ đúng con gái để xin tiền chứ gì. Này này. Chứ sao, tôi đồ nhà quê. Cô nghĩ bố con tôi không có tiền chắc? Bố ơi, không biết ông già Noel như thế nào vậy? À, ông già Noel là một ông già tốt bụng, chuyên tặng quà cho các bạn nhỏ ngoan ngoãn trong dịp lễ Noel đấy. Thế con có muốn được tặng quà không? Được rồi, bố sẽ may cho con một bộ đồ thật đẹp để ông già Noel tặng quà cho con nhé. Chào con gái, ta có quà tặng cho con gái đây. Chăm ngoan học giỏi con nhá. Loa, hoàng tử đang tuyển vợ, tất cả những nàng xinh đẹp hãy đến ứng tuyển nào. Loa. Con ơi, hoàng tử tuyển vợ đấy. Hoàng tử năm nay 6 tuổi, con 5 tuổi, hợp tuổi nhau đấy. Con có muốn làm vợ hoàng tử không? Đi. Chào cô thị nữ,
Ở đây tìm vợ hoàng tử đúng không? Đúng rồi. Con gái tôi vừa tròn 5 tuổi, hợp tuổi hoàng tử lắm. Cho tôi ứng tuyển con gái làm vợ hoàng tử nhá. Đây á? Ôi giời ơi, xấu như thế này chỉ làm thị nữ được thôi. Con gái tôi thế này mà cô bảo là xấu à? Ôi xấu lắm, thôi lại còn bật này. Thôi đi về đi, đi về đi, về đi. Được rồi, tôi sẽ biến con gái tôi thành xinh đẹp. Cho cô lát mắt ra. Chỉ làm thị nữ thôi, mình có xinh hơn. Như thế này, đã xứng đáng làm vợ hoàng tử chưa? Bố ơi, sắp đến Tết rồi. Bố mang cho con một bộ đồ thật đẹp để con đi chơi Tết. Được rồi. Cái áo này cũng hơi cũ rồi nhỉ. Bố sẽ mang cho con bộ đồ thật đẹp để đi chơi Tết nhé. Đi theo bố nào. We'll be right back.
Ôi chào con, con hâm mộ con lâu lắm rồi ấy, hôm nay xinh đấy, đang có cái bánh chưng này. Bye bye con nhé.